Thưa quý vị, phải đặt hiệu quả lên hàng đầu và huy động mọi nguồn lực y tế để chống dịch, không phân biệt công hay tư, quân đội hay là dân sự, trung ương hay là địa phương. Đó là ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại buổi làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đang làm tốt công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các lớp điều trị cuối. Do là tuyến cuối nên càng phải có mục tiêu rõ ràng, cụ thể hơn trong điều trị. Bệnh viện, các cơ quan liên quan, địa phương cần tập trung nguồn lực để ưu tiên cho nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19, phải chạy đua bằng giờ, điều động ngay trang thiết bị tăng cường cho bệnh viện. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 đã kiến nghị với đoàn cho phép bệnh viện xây dựng các phương án điều trị COVID-19 ở các cấp độ lớn hơn, dự phòng số lượng bệnh nhân tăng. Đồng thời đề nghị thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trang thiết bị y tế, tăng cường bổ sung nguồn vaccine phòng COVID-19. Đại diện Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất các đề xuất, kiến nghị của Bệnh viện Quân y 175. Trước tình hình các ca nhiễm còn ở mức cao và thực tế cho thấy có sự lây lan dịch bệnh trong khu vực phong tỏa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra văn bản khẩn về tăng cường các biện pháp quản lý các khu vực phong tỏa trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các địa phương xác định phạm vi khu vực phong tỏa phù hợp, không bỏ sót trường hợp F0, thông qua vị trí sinh sống, mức độ giao lưu và tiếp xúc F0 với môi trường sống tại khu vực. Đồng thời phải nhanh chóng xét nghiệm và đưa tất cả người có nguy cơ cao ra khỏi khu phong tỏa, đến các cơ sở cách ly. Các khu phong tỏa cần thành lập tổ công tác quản lý tại mỗi khu để tăng cường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện quy định về giãn cách của các hộ gia đình trong khu vực, tổ chức đi chợ thay, tiếp nhận nhu yếu phẩm thiết yếu, điều phối cho các hộ dân trong khu phong tỏa. Thưa quý vị, nhằm tạo miễn dịch cho người dân thủ đô, Hà Nội đã ban hành văn bản quy định 13 đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine trên diện rộng, cũng như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng các vấn đề chung quanh việc phân bổ, bảo quản vaccine, phục vụ chiến dịch tiêm chủng lớn nhất này. Và mới đây, thì những người dân đầu tiên thuộc các đối tượng ưu tiên trên địa bàn thủ đô đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Thuộc một trong 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine, anh Chí được phường gửi giấy gọi đi tiêm. Trước khi tiêm, anh được hướng dẫn mọi quy định về bảo đảm phòng chống dịch ở điểm tiêm cũng như các vấn đề an toàn tiêm chủng. Cảm thấy mình là người khá là may mắn được tiêm vaccine để phòng chống dịch, phòng chống bệnh cho bản thân mình rồi và những người xung quanh nữa, nhất là gia đình mình nữa, mình có mấy đứa con nhỏ ấy. Cũng như anh Chí, cô Thi sau khi được khám sàng lọc và đủ điều kiện tiêm, cô đã được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1. Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, việc được tiêm kịp thời khiến cô yên tâm hơn rất nhiều. Từ lúc tư vấn này, đến lúc hướng dẫn này, rồi khám sàng lọc này, rồi cho đến lúc tiêm này, là tôi thấy hết sức là đúng quy trình và rất là cẩn thận đối với cho người dân chúng tôi. Theo phân bổ của Sở Y tế, riêng địa bàn quận Hoàn Kiếm được giao hơn 16.000 liều vaccine. Để phục vụ cho đợt tiêm diện rộng này, quận đã thành lập 7 điểm tiêm, trưng dụng các trường học để có khuôn viên rộng rãi. Từ trước khi triển khai, quận đã xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm nhân lực, vật lực đầy đủ, thực hiện tất cả các khâu trong quá trình tiêm chủng, tối đa có thể tiêm 1.000 người dân một ngày. Đợt tiêm chủng vaccine COVID-19 lần này khác với những đợt trước là sẽ tiến hành diện rộng hơn, số lượng người dân được tiêm cũng đông hơn và đủ độ tuổi cho phép theo quy chuẩn của nhà sản xuất vaccine. Với quy mô lớn, vấn đề an toàn tiêm chủng được tất cả các quận huyện đặt lên hàng đầu. Trước khi được tiêm chủng thì mình cũng đã được tập huấn rất là kỹ để về quy trình an toàn tiêm chủng và chúng mình đã được cấp chứng chỉ. Những cái trường hợp mà lo lắng thì mình cũng rất là động viên bệnh nhân là cái yên tâm, vaccine này cũng rất là an toàn và không có vấn đề gì và các anh chị sẽ được theo dõi 30 phút sau tiêm. Tôi triển khai là mỗi điểm tiêm có 1 đến 2 kíp trực cấp cứu và một xe cứu thương. Các cái kíp trực cấp cứu thì đều được trưng dụng từ các bệnh viện phối hợp với kíp trực của trung tâm y tế để đảm bảo làm sao cái công tác an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Với nhân lực chuyên môn trong các dây tiêm thì hoàn toàn là do cán bộ của trung tâm y tế. Với lực lượng gần 300 cán bộ thì đảm bảo từ cái khâu khám phân loại vào sổ tiêm, chỉ định tiêm và theo dõi sau tiêm. Hiện nay để đạt được miễn dịch cộng đồng, chúng ta phải tiêm được nhanh, sớm, đủ. Mục tiêu của thành phố sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, bảo đảm năng lực tiêm 200.000 mũi tiêm một ngày. Bên cạnh việc tiêm chủng, tiêm đúng đối tượng, các điểm tiêm cũng không được lơ là quy định phòng chống dịch.
thực hiện chỉ thị số 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, Sở Công Thương Hà Nội đã lập danh sách 700 người sử dụng xe mô tô 2 bánh vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp được cấp thẻ vận chuyển. Sau khi đăng ký thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, biển số xe, địa bàn hoạt động, Sở Giao thông Vận tải sẽ chấp thuận bằng cách gửi qua tin nhắn cho các lái xe để tham gia vận chuyển hàng hóa. Giám đốc các doanh nghiệp, đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch đối với hàng hóa và nhân viên giao nhận. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng đã đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị khẩn trương đăng ký và hướng dẫn cho các lái xe giao nhận bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn thành phố. Trước tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Ninh Bình đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đến nay, gần như tất cả các loại hình dịch vụ, vui chơi, giải trí, du lịch đều đã bị tạm đóng cửa. Bắt đầu từ 12 giờ ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu tạm dừng phục vụ tại chỗ các nhà hàng, hàng quán ăn uống, giải khát, quán bia, chỉ được phép bán hàng mang về, dừng các dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dừng hoạt động các sân golf trên địa bàn tỉnh. Để chủ động quyết liệt ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, tỉnh Ninh Bình cũng tăng cường kiểm soát chặt chẽ người vào địa phương trên tất cả các phương tiện giao thông từ các nơi có dịch. Hôm nay, tỉnh Hà Giang đã tiến hành phong tỏa để cách ly y tế 3 thôn bản của xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên khi có ca tái dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tiến hành lập 5 chốt chặn kiểm soát ra vào địa bàn theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, đồng thời tiến hành truy vết các cách ly các trường hợp F1, F2. Hiện tỉnh Hà Giang có 8 ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Địa phương này đang cố gắng duy trì mục tiêu kép vừa tập trung chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, trên địa bàn toàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong những ngày đầu thực hiện đã có nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý hành chính, trong đó vi phạm nhiều nhất là hành vi ra đường không thật sự cần thiết. Sau 3 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, lực lượng chức năng của thành phố Buôn Ma Thuột đã xử phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm với số tiền là 41,5 triệu đồng. Trong những ngày tới, đoàn liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là ở các tuyến, khu vực, địa bàn thường tập trung đông người, khu vực công cộng, lập các chốt kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.